tôi nhận ra tôi không hề bị trầm cảm. Khoảng giữa năm 2021, tôi trải qua quãng thời gian tệ nhất của cuộc đời. Tôi cảm giác như tất cả mọi thứ đều xuống dốc. Từ học hành, giải trí cho đến các mối quan hệ xung quanh mình, tôi cảm thấy không có một thứ gì có thể làm cho tôi vui vẻ được. Lúc đó tôi chuẩn bị thi đại học, đầu óc luôn căng như dây đàn. Áp lực đối với tôi thật sự là quá khủng khiếp. Tôi vốn là một đứa nhảy từ khối xã hội sang khối tự nhiên, nên cái việc học vốn đã khó khăn thì nay lại càng khó khăn hơn. Việc học online ở nhà cũng khiến cho tôi cảm thấy tù túng và chán nản đi rất nhiều. Đó chính là điểm bắt đầu, là khoảng thời gian khiến cho tác giả Hayden Lee nghĩ rằng bản thân có dấu hiệu của rối loạn trầm cảm. Được chia sẻ qua bài viết "Tôi nhận ra tôi không hề bị trầm cảm" đã đăng tải trên website của Spider Room. Trong phạm vi bài viết cũng như là phạm vi của video này, chúng ta hãy cùng lắng nghe câu chuyện về cách mà tác giả Hayden Lee nhận thức về tình trạng sức khỏe tinh thần của mình cũng như là cách vượt qua nó. Cần lưu ý, tác giả Hayden Lee không phải là bác sĩ tâm lý hay là chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe tinh thần, cũng chưa từng đọc nhiều nghiên cứu của các tác giả tâm lý học về trầm cảm. Video này dựa hoàn toàn trên kinh nghiệm cá nhân của tác giả. Vì vậy, hy vọng các bạn khán giả đang xem video với tâm thế chia sẻ dựa trên một trải nghiệm, chứ không mang tính tham khảo chuyên sâu hay nghiêm trọng hóa như một hướng dẫn thoát trầm cảm cho những người bị trầm cảm bệnh lý. Chúng mình sẽ đính link của bài viết gốc ở dưới phần mô tả của video. Đừng quên ấn vào để đọc bài viết đầy đủ của tác giả nhé. Thuốc nó không có tác dụng gì cả nếu mà chúng ta không tự chữa lành cho bản thân mình. Đàn ông mà, chúng ta dùng thành quả, chúng ta dùng kết quả, chúng ta dùng những cái mà chúng ta làm được, đạt được để mà trả lời những câu hỏi kiểu như vậy thôi. Không có nền tảng, nền móng vững chắc, không có gốc rễ mà chúng ta thua. Thua ngay từ trong nhận thức, thua từ trong tư duy luôn. Kinh nghiệm chỉ là cái thứ bước sọt phát. Nếu mà bạn không thể giải thích nó bằng cơ sở khoa học được, chúng ta sử dụng cơ thể chúng ta nhưng mà chúng ta biết rất ít về nó. Đến khi nào chúng ta biết về nó rõ ràng rồi thì chúng ta mới sử dụng nó ở một cách hiệu quả hơn, hợp lý hơn rất là nhiều. Xem toàn bộ ở kênh YouTube Người Trong Môn Nghề, bọn mình có để link ở dưới phần mô tả. Tôi nhận ra tôi không hề bị trầm cảm. Sau nhiều tháng trời ở nhà vì dịch, mối quan hệ với những người thân trong gia đình của tôi cũng dần tệ đi. Ngày này qua ngày khác, tôi cảm thấy nặng nề và khổ sở với tình trạng của chính bản thân mình. Tôi nghĩ quẩn rất nhiều, nghĩ về việc mình sẽ thất bại, rồi mình sẽ tự tay kết thúc cuộc đời ra sao. Có những đêm tôi chỉ ngồi không mà suy nghĩ về mọi thứ, về những viễn cảnh kỳ quái sẽ xảy ra khi mọi thứ sụp đổ xung quanh mình. Tôi mất ngủ, mất ăn, sụt cân và dường như chẳng có gì cứu vãn được mình nữa. Sự chán nản và u khuất khiến các mối quan hệ của tôi rạn nứt. Tôi chia tay bạn gái, tôi tránh mặt người nhà, tôi hạn chế ra ngoài và tiếp xúc với bất kỳ ai. Tôi ngày một thu mình vào trong vỏ ốc vì tôi đã nghĩ mình bị trầm cảm. Đúng, tôi đã thực sự nghĩ rằng mình bị trầm cảm. Mà có khi ai nghe chuyện của tôi kể cũng có thể đưa ra kết luận tương tự. Tôi đã nghĩ rằng giải pháp tốt nhất sẽ là giấu bố mẹ, tích một khoản tiền, rồi đến lúc nào đó sẽ đi đến gặp bác sĩ tâm lý để nói chuyện. Biết đâu họ có thể làm cho tôi thấy khá hơn, hoặc là được họ kê cho một thứ thuốc chống trầm cảm nào đấy để về uống. Nhưng đó là chuyện trong quá khứ của 2 năm trước rồi. Ngày hôm nay, tôi là một con người hoàn toàn khác. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng sống. Tôi ra ngoài và mỉm cười với những người mà tôi tiếp xúc, từ chị Thu Ngân đến anh Shipper, hay là cả những người lạ dắt chó và đi dạo ngoài công viên. Tôi bắt đầu có những kế hoạch và ước mơ riêng của mình và đang hành động từng ngày để thực hiện hóa chúng. Tôi tập luyện, tăng cân, ăn ngon ngủ kỹ và có xung quanh mình những cái mối quan hệ tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi cảm thấy biết ơn vì mình được sống đến vậy và chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cần phải đạt được một vài thành công vang dội đến thế. Chẳng có một viên thuốc thần kỳ hay là một vị bác sĩ nhân ái nào giúp đỡ tôi cả. Người đã giúp được tôi lại chính là tôi. Tất cả bắt đầu từ cái ngày mà tôi nhận ra sự thật và nói với cái kẻ mà tôi nhìn thấy ở trong gương rằng: "Mày không trầm cảm đâu, đứng lên nào anh em." Khoảnh khắc mà tôi nhận ra mình có thể đánh bại các thể loại suy nghĩ tiêu cực thực ra lại đến một cách rất ngẫu nhiên. Trong một lần lướt YouTube, như thể là thuật toán của nền tảng này đã nhận ra, đã biết được cái nhu cầu của tôi khi ấy là gì. Tôi được gợi ý một video của anh chàng có tên là Hamza. Trong video, Hamza nói rằng nguyên nhân khiến cho những cái người như tôi cảm thấy trầm cảm là do chìm đắm trong cái gọi là sự hài lòng nhất thời và duy trì những cái thói quen độc hại khiến cho bản thân trở nên trì trệ. Những hoạt động mang lại sự hài lòng nhất thời có thể kể đến bao gồm ăn không ngồi rồi, thói quen trì hoãn,
giải trí bằng phim ảnh và trò chơi điện tử quá nhiều, lướt mạng xã hội hàng tiếng đồng hồ, xem porn và thủ dâm, ăn đồ ăn vặt và đồ ăn nhanh kém chất lượng, tiêu thụ các chất gây nghiện như là rượu bia, thuốc lá, cần sa, ma túy. Sự hài lòng nhất thời là phần thưởng của những hành động mang lại cảm giác tốt đẹp và thỏa mãn ngay vào thời điểm đó, nhưng mà sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng trong tương lai nếu duy trì một thời gian quá dài. Để có thể chống chọi lại được cái suy nghĩ bản thân bị trầm cảm, Hamza nói rằng một người cần phải biết làm hai việc sau. Thứ nhất là cần phải thay thế các hoạt động mang lại sự hài lòng nhất thời bằng các hoạt động mang lại sự hài lòng trong tương lai. Về cơ bản thì đây là những hành động có thể khó khăn trong lúc này, nhưng sẽ mang lại thành quả lớn nếu như bạn duy trì nó một thời gian đủ lâu và đều đặn với nó. Tập thể dục chẳng hạn, bạn sẽ không thể tập thể dục vài tuần hay là vài tháng mà đã mong được có một cơ thể đẹp đẽ. Bạn phải tập cả năm trời và hết sức nghiêm ngặt thì mới đạt được điều đó. Điều này đòi hỏi thay đổi cách sống, xây dựng kỷ luật và xác định rõ ràng cái gì tốt và cái gì là không tốt cho mình. Thứ hai, cần phải áp dụng phương pháp rèn luyện có tên là tích lũy áp lực tăng dần vào quá trình có thể gọi là tự điều trị này. Về cơ bản, việc cảm thấy trầm cảm và buông xuôi cũng giống như là việc nghỉ tập gym một vài tháng rồi quay trở lại vậy. Nếu như trước đây bạn có thể nâng tạ được những 50 cân, thì bây giờ bạn phải bắt đầu lại từ những cái bước nhỏ đã, từ từ sau vài tuần thì mới lấy lại được phong độ vốn có. Nếu như bạn không muốn cảm thấy thất vọng vì mình không thể nâng được như thế, hoặc là thậm chí là bị thương vì gắng sức, Hamza cũng giải thích nhiều về cách nâng cao sức khỏe tinh thần của mình. Sau khi xem xong video của anh, tôi đã mở vở ra và viết ngay vào đó những cái thói quen mà tôi đang duy trì, khiến cho tôi cảm thấy mình lúc nào cũng như là một kẻ thất bại. Giống như một thám tử làm việc, tôi liệt kê ra tất cả những đặc điểm tệ hại nhất của mình, rồi truy xem nguyên nhân của chúng là đâu, cũng như là sử dụng Google để tìm kiếm xem liệu chúng có ảnh hưởng như thế nào lên sức khỏe tinh thần của tôi. Trong một thời gian ngắn, tôi liệt kê được đủ mọi thứ. Hóa ra, tôi không hề trầm cảm mà tôi chỉ đang có một lối sống quá tồi tệ, khiến chúng kéo chân tôi xuống mà thôi. Những thói quen sống tệ hại này của tôi có thể kể đến: lười, sống vô tổ chức, vô kỷ luật hay trì hoãn, xem porn và thẩm du, không chịu tập thể dục hay là chơi thể thao, hay ngủ ngày, thức khuya, ít ra ngoài, không nhận đủ ánh sáng mặt trời, sống trong bóng tối, không đọc sách hay là học hỏi thứ gì, chơi điện tử như là Liên Minh hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày, cày phim như là anime, cày Netflix quá nhiều, nằm lướt mạng xã hội như là Facebook, Instagram, Reddit cả buổi tối, ăn uống thì vô tội vạ, ăn vặt nhiều, uống nước ngọt nhiều, luôn viện cớ để trốn tránh và thiếu lý tưởng sống và trách nhiệm với cuộc sống. Và vậy là tôi phải tìm cách thay đổi. Hành trình vực dậy của tôi được bắt đầu bằng việc loại bỏ những cái thứ mang lại sự hài lòng nhất thời. Tôi cài ứng dụng trận porn, gõ mật khẩu một cách ngẫu nhiên để không tài nào mở được. Tôi xóa tài khoản Liên Minh, Netflix, Reddit và Instagram. Tôi chỉ để lại Facebook để liên lạc. Tôi giới hạn thời gian lướt Facebook và không để cho bản thân mình sa vào cuộc tranh luận vô nghĩa nào ở trên mạng nữa. Cai nghiện thì vốn đã khó, cai nghiện một thứ vốn không được coi là chất gây nghiện còn khó hơn. 2 tuần đầu tiên là 2 tuần khó khăn nhất, nhưng sau 2 tuần đó thì chẳng có gì có thể khiến bạn gục ngã được nữa. Ít nhất thì điều đó đã đến với tôi. Việc tiếp theo tôi tự nhắc nhở mình cần phải làm chính là tập thể dục. Một cơ thể mạnh khỏe thì sẽ mang đến một bộ óc khỏe mạnh. Ban đầu tôi tập ở nhà với 2 quả tạ 4 cân. Tôi yếu như một con sên vậy. Tôi thậm chí chẳng có thể chống đẩy nổi 10 cái. Tuy nhiên, tôi không để điều đó làm cho mình nản chí. Tôi tự nhủ rằng mình đã sống hàng năm trời như một tên yếu đuối rồi. Mình cần thời gian thì mới trở nên mạnh mẽ được. Và cái quan trọng nhất là không được từ bỏ. Tôi bắt đầu xem nhiều video về thể hình. Tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng. Và mỗi ngày tập thể dục với tôi là một ngày tuyệt vời. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác muốn hét lên vì sung sướng khi lần đầu tiên chống đẩy được 10 cái mà không bị dừng lại giữa chừng. Bây giờ tôi có thể làm được 50 cái. Tôi cũng ngừng mua đồ ăn vặt và nước ngọt, chuyển sang ăn uống hợp lý, điều độ và tốt cho sức khỏe hơn. Tôi tin vào việc một ngày nào đó tôi sẽ khỏe và đẹp, và tôi sẽ không từ bỏ. Tôi rèn giũa lại tính kỷ luật của bản thân. Tôi ép mình phải đi ngủ sớm và dậy sớm. Mỗi giấc ngủ của tôi phải đảm bảo ít nhất đủ 7 tiếng. Nếu bạn từng bị mất ngủ kinh niên thì bạn cũng sẽ biết trong giai đoạn đầu thì điều này khó khăn đến mức như thế nào. Tôi bắt đầu tìm hiểu và học hỏi về việc phát triển bản thân qua mạng. Điều này đưa tôi đến với cả chủ nghĩa khắc kỷ. Có rất nhiều bài viết trên Spider Room nói về chủ nghĩa khắc kỷ. Bạn có thể tìm đọc tại website của Spider Room để hiểu rõ hơn. Tôi hiểu rằng đây chính xác là thứ mà tôi cần để rèn luyện trí óc của tôi. Tôi bắt đầu phân loại các sự việc xung quanh mình ra thành những cái thứ mà tôi kiểm soát được và không kiểm soát được. Chỉ tập trung trí lực vào những thứ mà mình thay đổi được.
Điều này không những giúp tôi chút bỏ nhiều nỗi lo chẳng đáng có, mà còn khiến tôi nhận ra sự thật rằng khi tôi thay đổi bản thân mình thì mọi thứ xung quanh tôi cũng sẽ thay đổi theo. Tôi đọc cuốn Chủ nghĩa khắc kỷ của William B. Arvin, cũng như nhiều cuốn sách khác về việc phát triển bản thân, chẳng hạn như là Atomic Habits của James Clear và 12 quy luật thay đổi cuộc đời của Jordan Peterson. Từ lúc đó tới giờ, tôi nhận ra một điều rằng cách duy nhất để tôi có thể thoát khỏi tình trạng tiêu cực là phải trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Tôi luôn đón nhận những thứ giúp tôi đạt được mục tiêu ấy, và hiện tại tôi đã có mục đích sống. Tiếp theo đó, tôi làm 3 việc mà theo Hamza, đây là 3 cách tuyệt vời nhất để nâng cao sức khỏe tinh thần. Thiền định. Đây là hoạt động đầu tiên mà tôi làm để nâng cao sức khỏe tinh thần của mình. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ là một người có thể gặp khó khăn trong quá trình thiền định. Nhưng mà khi ngồi xuống thiền thì tôi mới thấy nó thực sự khó khăn hơn tôi tưởng. Chỉ trong vòng 3 phút mà đầu óc của tôi đã có một loạt những suy nghĩ chạy qua. Tôi không thể tĩnh tâm nổi dù chỉ 10 giây. Tuy nhiên, việc tập trung vào việc kiểm soát nhịp thở của mình đã giúp cho bản thân tôi cảm thấy có phần nhẹ nhõm và thanh thản hơn, cũng như mọi suy nghĩ được tỉnh táo và thông suốt. Đến nay, hành trình thiền định của tôi vẫn chưa đạt được tới một cảnh giới cao siêu nào cả, nhưng đây vẫn là một trong những hoạt động yêu thích của tôi hàng ngày. Nhật ký. Việc viết nhật ký nghe như là một thứ gì đó dành cho bọn trẻ con hay là mấy cái em gái học cấp 2, nhưng đó thực sự là một hoạt động tuyệt vời. Tôi bắt đầu viết lại những cái suy nghĩ của mình về chính bản thân, về cuộc hành trình trở nên tốt hơn, về thế giới, về sứ mệnh của chính mình. Trên tất cả, nhật ký của tôi là cuốn nhật ký của sự biết ơn. Mỗi buổi sáng, tôi đều viết về 3 điều khiến cho mình cảm thấy biết ơn. Chẳng hạn như là, ngày hôm nay, tôi cảm thấy biết ơn vì mình còn đang được sống, bởi vì có những người đã ra đi trong lúc ngủ tối hôm qua. Tôi biết ơn vì mình có một mái nhà trên đầu, đồ ăn ở trong tủ lạnh, kết nối internet, và những người thân của mình vẫn còn đang sống khỏe mạnh. Tôi biết ơn vì ngày hôm nay đã đến, bởi vì mỗi ngày tôi sống đều là một ngày quý giá và tôi không thể để nó trôi qua phí hoài được. Thứ ba là hoạt động ngoài trời. Đúng vậy các bạn ạ, việc đến công viên đi dạo, chỉ một hoạt động ngoài trời đơn giản ấy thôi cũng đã giúp ích rất nhiều rồi. Mỗi cuối tuần, tôi đến công viên Thống Nhất và những gì tôi làm ở đó chỉ là đi dạo, hít thở không khí, ngắm nhìn cỏ cây, hồ nước, chó mèo, v.v. Đối với một người sống giữa rừng bê tông như tôi, thì việc thấy cây cối và thiên nhiên thường xuyên là một đặc ân. Tôi trước đây đã từng cười nhạo những cái người cho rằng thiên nhiên chữa lành con người. Giờ đây tôi cười nhạo chính mình vì mình quá thiển cận. Đi dạo cho công viên cho tôi cảm giác như thể mình đang đi rửa xe thay dầu cho bộ não của chính mình. Sau mỗi chuyến đi bộ, tôi lại cảm thấy sảng khoái hơn vì đã tạm thời tách mình ra khỏi cái guồng quay của bánh xe công nghiệp. Tất cả những cái việc tôi làm đều dựa trên hai quy tắc, đều đặn và hợp lý. Khi bạn muốn thay đổi bản thân, hãy nhớ đến khái niệm tích lũy áp lực tăng dần. Đừng đặt kỳ vọng quá cao cho chính mình mà hãy nghĩ đến việc chinh phục từng mục tiêu nhỏ. Chẳng hạn, nếu bạn không thể chống đẩy nổi một cái, hãy thử đặt mục tiêu là chống đẩy được một cái xem. Rồi ngày mai sẽ là 2 cái, rồi 3 cái, 5 cái, 10 cái. Cứ như vậy. Nỗ lực dù nhỏ nhưng mà đều đặn và đúng hướng thì sẽ mang tới thành công cho bạn. Nhưng mà thành công sẽ không đến ngay đâu, nó là sự hài lòng lâu dài mà. Hãy kiên nhẫn, kể cả khi bạn thất bại và phải làm lại từ đầu. Thì đừng lo, đó là những thứ đã xảy ra với tôi rất nhiều lần trong 2 năm qua. Đừng bỏ cuộc. Tổng kết lại hành trình. Cuộc hành trình này đã giúp tôi nhận ra vô số những bài học quý giá. Đến giờ này, tôi không thể tin nổi là cách đây chưa đến 2 năm, tôi đã muốn tự kết liễu bản thân mình. Tôi thực sự đã thay đổi quá nhiều. Và giờ đây, tôi có một sứ mệnh cho mình. Mỗi ngày tôi thức dậy, tôi lại cảm thấy phấn chấn và muốn đạt được điều gì đó. Tôi không còn để cho sự tiêu cực giày vò mình nữa. Một khi cái suy nghĩ rằng mình bị trầm cảm quay trở lại trong trí óc của tôi siết hai tay nắm lại và tự hỏi bản thân. Không, mày không bị trầm cảm, mày chỉ đang thụt lùi thôi. Thay vì ngồi đấy mà than thở, thì đứng lên và hành động đi. Và khi mày thành công, thì mày sẽ không thể nào cảm thấy mày bị trầm cảm được nữa. Đừng để dăm ba cái thứ cảm xúc tiêu cực này ảnh hưởng đến mày. Đúng vậy, không để cho cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến bản thân là điều quan trọng nhất. Tôi không nói rằng tôi là một kẻ chôn chặt cảm xúc và lãnh đạm với mọi người xung quanh. Tôi nói rằng tôi chào đón những cái cảm xúc tích cực và từ chối những ảnh hưởng của cảm xúc tiêu cực. Nếu ngày mai tôi thức dậy và tôi cảm thấy mệt mỏi, buồn bã hay trầm cảm, tôi vẫn sẽ làm những công việc giống như là một ngày tôi thức dậy và cảm thấy vui vẻ, bởi vì chúng là trách nhiệm của tôi. Tôi không thể để cho cảm xúc quyết định mình sẽ làm gì và không làm gì. Tôi để cho lý trí và tính kỷ luật của mình làm điều đấy. Và hiện tại, tôi tràn đầy năng lượng sống. Tôi có nhiều dự định và ước mơ.
tôi đã tăng từ 56 lên 66kg. Và mục tiêu tiếp theo của tôi sẽ là tăng cân lên 75kg. Tôi muốn đi học bơi và học võ kickboxing. Tôi muốn xây dựng một công việc kinh doanh của bản thân kể từ khi mình vẫn còn đang mài đít ở trên giảng đường đại học. Tôi muốn trở nên giàu có và thành công. Và tôi đang nỗ lực từng bước một để đạt được những mục tiêu của bản thân mình. Cuộc hành trình của tôi sẽ không kết thúc ở đây. Nó mới chỉ bắt đầu. Tôi chỉ đang chạy đà để chuẩn bị cất cánh. Nhưng mà tôi không hề cảm thấy sợ hãi. Tôi hào hứng đón nhận mỗi ngày mới và những thử thách mà chúng đem lại. Tôi là một người thợ săn, một chiến binh, một vận động viên leo núi. Tôi sinh ra là để chinh phục, không phải là để nằm im một xó. Không ai biết ngày mai sẽ có những thử thách gì, nhưng mà tôi có thể biết ngày mai tôi sẽ thức dậy với một thái độ sống ra sao. Tôi tự hào vì tôi đã tự kéo mình ra khỏi vực thẳm. Trên tất cả, tôi đã tự hào vì tôi học được cách từ chối để cho cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến sứ mệnh của chính mình. Nếu như bạn cũng đang ở trên một hành trình như vậy, hãy cố gắng và đừng bỏ cuộc. Bởi vì kể cả khi bạn mất niềm tin vào chính bản thân mình, thì vẫn có một người tin vào bạn, đó là tôi. Cảm ơn bạn đã xem đến cuối video. Mong rằng video này sẽ hữu ích hoặc là truyền cảm hứng cho bạn trong cuộc sống. Đừng quên like, share và subscribe kênh của Spider Room để đón chờ các nội dung thú vị tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần tới. Mình là Pink Dot. See ya!